Xin kính chào các bác. Hôm nay em cũng xin giới thiệu với bác một bộ dao dĩa còn mới nguyên hộp được nhập nguyên chiếc từ đất nước Italia. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng về dao dĩa của Italia. Bác nhìn này, nguyên hộp có như. Và đây là bộ 12 món dành cho 12 người ăn. Nó ở đây ta ghi rõ luôn. Và nó có cả cho dành cho cả trẻ em nữa, thưa bác. Đó. Và đây là em mở đây. Đây. Ở bên trong cái hình bên ngoài là được cái bên trong là có hộp gỗ luôn. Hộp gỗ luôn và thương hiệu của Italia luôn. Và đây là bộ sản phẩm dao dĩa cao cấp dành cho những giới thượng lưu hay là dùng trong những khách sạn hệ thống 5 sao rất là VIP và cực kỳ tuyệt vời, thưa các bác. Không nói nhiều nữa, em sẽ khui thùng luôn. Nào, em mở thùng luôn. Đây. Và đây là bộ mô dao dĩa được sản xuất vào năm 1970. Đây là hàng tồn kho, chưa sử dụng và còn mới. Nếu mà mình mua mới thì ngày xưa nó bán khoảng độ hơn 1.050 ơ. Tính ra thì nó khoảng tầm độ hơn 30 triệu đồng Việt Nam, thưa các bác. Thì những bộ này thì em cũng vẫn mua là thanh lý, cộng với tiền vận chuyển mang về thì giá rất là hợp lý. Nó chỉ hơn một nửa so với giá gốc ban đầu mà bên kia bán ra thôi. Hãy em mở luôn, khui thùng luôn. Hãy em mở khui thùng luôn, hơi khó mở một chút. Đó, nguyên hộp đây bác, thưa bác. Đó. Đây là coi cái bọc chống xước. Đó, bạn thấy đẹp không ạ? Tuyệt vời, cực kỳ và sang trọng ạ. Đó. Đây là cái logo của cái thương hiệu này. Nó được khảm ở trên cái gỗ, bằng cái gỗ vân, gỗ rất bóng và đẹp và rất tuyệt vời. Ở đây nó có hai cái tay, cái nắm cầm này, em không biết nói em cầm. Và đều được, những cái tay nắm đều được mạ chrome vàng rất là đẹp. Này, mạ vàng rất là đẹp luôn. Em mở bác xem. Đây, bên trong đây logo, rồi là cái khảm chống rất là đẹp luôn. Và đây là, cũng nhìn này, đây là cái giấy tờ chứng nhận của nó, các cái zip của nó. Đây cái tên Italia. Đây, đây là cái tên của thương hiệu. Là tên tiếng Anh em hơi kém mà không cảm. Nipiter Eston. Đây dành cho hệ thống 5 sao. Đấy không ạ? Đây là cái cạp của nó, cái chứng nhận của nó luôn. Ở chỗ này luôn, hay là cái thẻ của thương hiệu luôn. Rất đẳng cấp luôn. Đấy, một hàng đẳng cấp là luôn luôn là như vậy các bạn. Khi mà chúng ta mua mới các bạn biết là nó hơn 1.000 ơ cơ mà. Rất là giá trị, giấy chứng nhận hướng dẫn này. Nó trong này các cái thông tin về sản phẩm được làm bằng thép sạch này và được mạ vàng 18 đến 20 carat này. Đó. Đây này, nó ghi rõ luôn này, tất cả mọi cái rất là tốt, rất là tuyệt vời. Dành cho hệ thống khách sạn 5 sao và những giới thượng lưu. Đây, em mở bác xem. Cái bộ này đây, nó gồm có, như chúng ta đếm thì nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái dĩa như này. Đấy, cái dĩa ăn như này. Và cái dĩa ăn đều dập thương hiệu, đấy logo đây. Xung quanh này là mạ vàng luôn. Và đây là thép sạch luôn. Thép sạch hoàn toàn luôn. Chứng nhận của tiêu chuẩn châu Âu, bác biết rồi. Mà cái này là một cái thương hiệu đẳng cấp nữa. Và cũng 12 cái thìa này luôn. Nó 12 thìa này, 12 con dao này luôn. Nó mình nhìn nào, đẳng cấp không ạ? Và đây có dao nằm ở đâu nữa? Đây em sẽ kéo, em mở hai bên này ra. Nó có hai bên cái nắp trên xương ạ. Đây, người ta đặt hai bên hai dao ở đây nữa. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bên này 5. Như vậy là 11 bác ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Bên này chắc 5. 5 đây là 11. Cả trẻ em nữa là 10. Cả những cái đồ món trẻ em, cả thìa trẻ em nữa. 11 cái dĩa, 11 cái dao thế này. Mình đếm cả đây là 11 cái, thưa các bác. Đếm vào đây này. 1 2 3 4 5 đúng rồi. 5 và 5 là 11 bác. Đúng không? 1 2 3 4 5 6. Đây là 5. Xong đếm lại nhé. 1 2 3 4 5. Và tổng 12 bác ạ, 12 cái dĩa to. Cái này em đếm nhầm thôi. Thì nó tóm lại tổng 72 món. Ở dưới này có một cái ngăn kéo nữa, cũng bằng gỗ luôn bác. Thì đây là ngăn kéo dưới này dùng có dành cho trẻ em. Đây em mở to ra. Đó. To hẳn ra. Cái này dùng có dao cho trẻ em, thìa cho trẻ em, cái dĩa trẻ em và thìa trẻ em nhé, không có dao.
và cái muôi để sáng đồ nó cũng được mạ vàng, một logo rất đẹp luôn này, cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ quý phái luôn các bác. Đó, những cái muôi to để một canh đấy, những cái thìa để xúc đồ nướng. Thì bác biết là người châu Âu người ta ăn đồ nướng, thì hay là người Việt Nam chúng ta cũng vậy, các bác hay là tiệc nướng đấy, tiệc nướng thì nó rất phù hợp cho cái tiệc nướng, hay là những cái đồ bít tết, thịt bò vân vân. Thì bây giờ chúng ta ăn đồ này rất nhiều, mà các bác sử dụng đồ này làm quà tặng, hay là chúng ta mới có khách quý chúng ta sử dụng cái bộ này, nó thể hiện sự quý khách, sự mến khách, thì nó làm cho quý khách của chúng ta khi đến nhà cực kỳ cảm động trước tấm lòng của chủ nhà, của chủ nhân, và thấy rất là lịch sự và trang trọng với bộ này. Bộ sao dĩa còn sử dụng mới, chưa sử dụng luôn bác nhé. Đó, thì cái bộ này thì em xin không báo giá trực tiếp, thì bác nào yêu mến thì xin gọi trực tiếp cho em, báo giá trực tiếp cho bác. Thì thường thường những cái bộ FBS của Đức thì nó rẻ hơn, nhưng cái bộ này hàng đập hộp còn mới nguyên hộp thì giá thành nó đẳng cấp hơn, nó nhiều tiền hơn. Em chỉ nói là khi mà mới người ta bán hơn 1.000 euro thì tương đương hơn 30 triệu Việt Nam, chưa tính tiền vận chuyển Việt Nam về Việt Nam. Thì đây là bộ này em mua được thanh lý hàng tồn kho, cho nên giá nó trên một nửa giá đấy thôi. Bác nào yêu quý chị gọi cho em Đồng Hồ Cổ Công Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở Đồng Hồ Cổ Công Vững.